Dạ vâng, mình xin chào bạn nha. Thì giờ đây là những cây trang tàu Thái Lai màu vàng. Đây, thì mình quay chi tiết từ cây lên cho bạn xem nhé. Đây là màu vàng. Đây là những cây màu vàng, ảnh có nụ có hoa hết rồi nha các bạn. Rồi mình qua bên đây là những cây màu đỏ nha bạn. Và đây là những cây màu đỏ, ảnh đã lên bông hết rồi. Đấy, bạn xem nè, màu đỏ tươi luôn á. Rồi bạn xem tham khảo rồi chọn một cây giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.